Chào anh. Chị có nhà không? Xuống đây tập vòng với em cho vui ạ. À, vợ anh á. Vợ anh không có nhà đâu em ạ. Em cứ tập đi. Tiếc thế nhở. Vợ anh làm gì cứ vừa vòng mà lắc. Ơ kìa, em. Alo, Long à? Sao gọi muộn? Cái gì? Ủa, thôi lên phố xa lắm. Ừ, ra luôn Trần Duy Hưng. Giá thế nào? Ngon, sạch sẽ không? Tuyệt vời. An toàn sao? Ổn. Ra luôn Trần Duy Hưng nhá. Ok, tôi ra luôn. Em béo không đẹp như lúc đầu, sẽ chẳng như trước đâu. Tim em đau, để cho em béo, em vì con chúng ta nên đành thôi xót xa. Rồi em sẽ vượt qua. Vậy mà giờ đây anh chẳng như trước kia. Bao mộng mơ tháng ngày như mây bay. Một mình em đau, sao ngày xưa ước cầu. Vì yêu anh quá đậm sâu, để rồi đây mộng tan u sầu. Biết bao lần anh đã từng mơ về những đứa con hai ta mong chờ. Vậy mà sinh sống là những nỗi đau không phải mơ. Cháu làm cái trò gì thế hả? Ba mẹ nó kêu con lại cháu.
có làm sao không? Hóa ra bao nhiêu lâu nay con đánh nhau là vì mẹ đấy à? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, cho dù thế nào chăng nữa con cũng không được đánh nhau với bạn cơ mà. Nhưng mà con thức em, dù là con chê mẹ béo lợn đi. Thì mẹ béo, mẹ xấu mà. Không phải, trong mắt con mẹ là người duy nhất trên đời này. Mẹ xin lỗi nhá. Thôi nào, để mẹ đỡ con dậy. Thế hôm nay thích ăn cái gì thì mẹ mua nào. Không khóc nữa. Mẹ lại mua lọng. Con sợ béo đúng không? Nhưng mà hai mẹ con nhà mình không ngăn. Đúng bố thích. Tình hình giờ dư lào, mày trình bày cho tao. Yên tâm ta biết một nơi, nhân viên rất xinh chân dài. Đi thôi nào, đến luôn được không? Trốn con vợ nó đang đi về. Đi về không làm sao đâu. Đoàn pháo câu. Ui ơi, con xin lỗi. Mày nhìn hình đây này, hàng này mày ưng không? Chân toàn da trắng sạch lông, bao ông đến đây khen hoài. Chắc không mày có tin được không? Nhỡ ra về phí bao nhiêu tiền? Tao vào đây rồi yên tâm, mặc ngay quần vào đi luôn. Mặc vào. Được rồi, vậy tin mày, mặc quần rồi đi thôi. Khoan khoan, tao thấy ở đây lần bia trái cây kìa kìa. Thế hay là đớp xong rồi đi, tí ra ngoài vã thêm tổ mì. Thôi đừng dây vào âm dương, độ ta độ nàng nghe chưa? Úi dạ ôi, đi. Dạ em chào chị ạ, chị có phải là chị Nguyễn Thu Trang vợ của anh Thọ không ạ? Hóa ra bây giờ đi cướp chồng cướp vợ của người khác còn phải điều tra sơ yếu lý lịch nữa à? Tôi là Thu Trang đây. Dạ. Bình tĩnh cái gì? Không phải việc của anh. Mà tôi nói cho anh biết nhá, chính anh là cái người đêm hôm 11, 12 giờ đêm còn gọi điện rủ chồng tôi ra Trần Duy Hưng nhá. Đã thế rồi lại còn phải kiểm tra xem là có an toàn hay không, da có trắng hay không, chân có dài hay không. Bây giờ hai vợ chồng nhà tôi chuẩn bị ly dị rồi đấy. Anh hả hê chưa? Nhưng mà đây không phải là Trần Duy Hưng. Đây là Trần Duy Hưng đấy. Nhưng mà đây là spa gì? Spa chứ không phải là nhà nghỉ đâu mà. Đây là spa. Thưa chị, anh Thọ nhà mình có mua tặng chị một liệu trình giảm béo Max Slim 4.0 của bên em ạ. Đây chị xem thông tin của chị. Nhưng mà giờ em béo thế này thì liệu có giảm được không ạ? Dạ thưa chị, đây là công nghệ mới nhất của nhà sản ạ. Sao anh không nói sớm như em biết? Xin lào. Sao làm sao? Không nói à? Đấy nói nhưng mà nghe gì đâu. Mỗi sáng bước bối nhớ lúc tối em đẩy ra. Đúng lúc lướt web bỗng thấy có trang spa. Thì ra vì sinh do bị béo nên em ngượng ngùng. Vậy nên là anh âm thầm đến nhất quyết đưa em về khung. Yeah, đúng không? Nói hộ cái. Nói đi, tí xin cho cái voucher. Đây đây nà, thế có thấy chưa không hả em? Lắm lúc nào cứ lén lút bắt anh vào xem. Dạ em mời anh ta cùng xuống tham quan một vòng. Ở đây Bloom công nghệ mới, cứ đến với em là xong. Dạ em mời anh chị ạ. Đi luôn đi chứ đứng đấy ạ. Anh ơi đi luôn đây.
Trời ơi, bao ngày qua em thầm mong như ngày xưa. Giờ đây em đừng lo, qua bloom ngon lành ngay. Dạ vâng, bên bọn em công nghệ cao bao người khen. Nơi đây chuyên sâu nâng cơ cho ra bao nhiêu năm qua. Nếu lâm ngân mỡ có hút nó ra được không? Chắc chắn hết với mắc 4.0 Slim. Là công nghệ cao tiêu giảm mỡ thông qua điện từ, làm cho phần cơ săn và chắc mỡ tan không lưu lại đâu. Em ơi, anh hỏi đi. Ra đây. Nếu lâm ngân mỡ có hút nó ra được không? Lại hỏi. Chắc chắn hết với mắc 4.0 Slim. Là cái gì? Là công nghệ cao tiêu giảm mỡ thông qua điện tử. À, làm cho phần cơ săn và chắc mỡ tan không lưu lại đâu. Ok. Vợ tao form người dây do ngày xưa hay vào đây. Làm ra như trẻ con tuy tuổi băm dưng mà ngon. Duyệt luôn em làm đi, cho vợ anh không tự ti. Em mới ra đây hôm nay chơi luôn cho xinh lung linh. Lấy hết những chất bám chết chú trên mặt da. Thế nào em? Thích lắm, cứ thấy chỗ đấy nó căng mịn ra. Giờ ta chẳng lo nhăn và béo hay da bèo nhào. Bờ lung sờ ba ôi tuyệt quá, giúp ta xinh như là hoa. Hoa bờ lung.